Xin chào bà con nhé, đây là hướng dẫn bà con vệ sinh cái điều hòa. Trong cái điều hòa thì nó rất là bẩn. Đấy, mọi người nhìn thấy nó bẩn, bẩn kinh khủng, khủng khiếp luôn. Đấy, những cái lan tản nhiệt này nó bẩn, nó sẽ không tản nhiệt được. Đấy, đây là một cái điều hòa Samsung. Trong các cái cánh của nó sẽ rất bẩn. Đấy, mọi người nhìn thấy nó bẩn không? Quá bẩn luôn. Đây là sensor cảm biến này. Các cái lan nó bẩn, nó không tản nhiệt được thì nó sẽ tốn điện. Trước mắt là vệ sinh qua cái giàn. Có máy tăng áp thì mình dùng máy tăng áp, còn nếu không thì mình chỉ cần rửa sạch đó là được. Cái mặt máy tí lấy xà phòng đánh sau cho nó săn. Bây giờ là đến xịt dàn nóng, à dàn là dàn lạnh. Đặt hẳn cái dàn lạnh dưới đất đi. Đây là mình vệ sinh khi mà máy đã tháo ra để lắp lại. Đã mất công tháo ra thì mình nên vệ sinh lại. Mọi người lưu ý là xòe cái vòi nước ra, không lên để nó trụm lại là nó méo các cái lan này, nhìn nó xấu. Mình cứ xòe các cái lan nó ra thì cái áp lực nước nó nhẹ hơn. Đấy, đứng từ phía đằng này đi. Người nhìn thấy nó hở cái lan ra thì nó tản nhiệt sẽ tốt hơn, nó sẽ nhìn thấy nó sạch hơn. Mọi người lên che lại cái phần bo mạch điện tử này. Nếu mà không che lại thì mình sẽ phải phơi sấy. Đây là phía trên này đấy à? Nhờ. Đấy. Các cái lan ở dàn lóng cho ở xuống đất. Thank you.
nhìn thấy nó trắng sạch hơn nhé. Nếu mà lắp ngay thì mọi người phải xấy cái bo mắt nhận. Còn nếu không, nếu mà lắng thì mọi người cứ phơi ra lắng là tốt nhất. Nếu mà ở trên cao thì mọi người chỉ dùng cái túi mọi người xịt cũng ok luôn mà. Tháo cái lắp của nó ra, tháo cái lắp này, điều hòa nào cũng tháo được. Điều hòa ra Samsung là dàn nóng thì bằng nhôm, dàn lạnh cũng bằng nhôm, đúng không? Đây, dàn lạnh cũng bằng nhôm, dàn nóng cũng bằng nhôm. Không, nó không giống như các hãng khác. Đây là phía chỗ này này, tức là phía chỗ này này. Đó, đấy, nhìn thấy không? Nó tắc tắc đấy. Dịch dịch ra mà thì đấy, vừa hết rồi đấy. Xuyên được, nhìn được xuyên ra bên kia rồi. Xong cho cái que là cái gì vào để giữ cánh quạt trong này. Nào lại nhìn nó sạch sẽ. Ra cái que vào nó mới sạch được cánh quạt. Cánh quạt mà vệ sinh xong rồi nó cũng nhẹ, nhẹ cánh nó sẽ quay tốt hơn. Quay nó sẽ êm hơn. Hả? Giữ cánh quạt vào thì mới vậy được. Điều hòa này vừa mua được với giá là 1 triệu đồng, 1 triệu đồng, giá khá là tốt, cáp một con gà xé. Đâu, cho to thêm. Điều hòa của hãng Samsung. Băng gọi điện mua gà bảo người ta xé luôn cho đi trở lại, tối lại bảo không kịp, tối lại bảo vội nhờ Đức nhờ mày bảo lý do muộn. Loanh quanh là tiền vật tư là đắt hơn đi thuê. Ok chưa? Nó xa bớt đi không đỡ bệnh. Đấy. Phần này rất là đen luôn này. Phần này rất là đen này. Đấy. Đen xì xì luôn. Bết luôn mà. Đấy, sáng bóng. Bẩn chưa? Có bẩn luôn này. Điều hòa này là... Đúng. Nhìn không? Này làm sao mà nó tản được nhiệt? Đấy đâu cho mát được. Nó bám hết vào đấy đâu mà nó tản được nhiệt ra, nó thoát được nhiệt ra. Xong bắt đầu động cơ cứ phải xay chút, đúng không? Bây giờ phụt rửa cái ống nước ấy, bởi vì ống nước kiểu gì nó bẩn. À, cái máng nước ấy, máng nước kiểu gì nó cũng có những cái đọng bẩn, cánh quạt nữa, cánh vẫy. Cho rông nước vào đấy. Đổ từ kia đi chứ.
Bằng giữ cho đứt sự xịt là cái chỗ cạnh cảm biến này thì chả xịt sạch đi, cảm biến nó ngắt ở chế độ thời gian nó ngắt khác. Đây là cái motor vẫy này, đây là cảm biến này, đây là mắt nhận này, mắt nhận tí là phải vệ sinh sạch sẽ này. Đây là có một cái nút gọi là ấn khi nào mọi người bị mất điều khiển, thò tay vào đây là ấn này. Thôi video về cơ bản là dừng ở đây, để hôm khác mình làm những cái video chi tiết, phân tích chi tiết luôn, chi tiết của một cái điều hòa. Cảm ơn quý vị đã theo dõi.